Rồi, xin chào tất cả với anh em. Chào mừng với anh em tiếp tục quay trở lại với Bonsai Thần Thi. Rồi, vẫn là khung giờ quen thuộc với anh em. Bonsai Thần Thi phát sóng bây giờ lúc 11 giờ và lúc 19 giờ để giao lưu với anh em những dòng cây khai thác và những cái gốm sứ, chậu, dụng cụ vân vân. Kính mời với anh em hợp ý những sản phẩm nào thì ủng hộ Bonsai Thần Thi. Rồi, tiếp tục là một cây hai châu, một dòng cây quen thuộc. Cây này thì là cây chơi nghệ thuật. Cây này là cây chơi nghệ thuật. Đó, cái cây có một cái dáng khá là đẹp mắt nha, một cái dáng khá là lạ mắt. Cây này nó phù hợp với những anh em yêu thích cái lạ và cái nghệ thuật của cây. Cây khá là hay nha. Đó, một cái cây dòng lá nhỏ. Cây này thì tương đối là chỉ cần tương đối thôi, nhưng mà nó được cái thế khá hay, được tạo tác cũng khá lâu rồi. Quý anh em đam mê những cái dòng cây, những cái kiểu cách nghệ thuật, ta sở hữu những cây này về ta chơi cũng bonsai, ta cũng tầm trung thôi, một mê cũng nhẹ tay thôi. Cây khá là ok, khá nghệ thuật. Rồi, cây này thì cái hoành cây, cái hoành của cây thì nó tầm hoành nó khoảng 11 cm nha, 11 cm. Cây có chiều cao từ mặt chậu lên tới ngọn là nó là 49 nha. Phủ tán từ đường chim bay là 60. Chậu này là chậu Trung Quốc nha, kích thước là 2 cao 21, lục giác. Lục giác 23. Rồi, kính mời bữa nay chúng ta xem cái phần chi tiết. Cây này một cái dòng lá cực kỳ đẹp luôn. Dòng lá rất là đẹp. Tuy nhiên cây này nó tương đối hai nước kẹo thôi, cho nên là bữa nay chúng ta chăm sóc thêm. Cây này thì nó hình thành được cái khung rồi, cái dáng dấp nó đã hình thành rồi, thì bữa nay tiếp tục tham khảo thêm. Cây này đế thì nói chung cũng tương đối thôi, bữa nay em xem đế quanh của nó thì cũng được 11 cm nha, khá hay. Cây này hàng nghệ thuật của anh em, chúng ta chơi nghệ thuật tạo ra những cái cành này rất là ok nha, tất cả mọi thứ đã ổn rồi nha. Rồi, kính mời của anh em xem tổng thể cây một lần nữa. Bên sàn thì báo giá giao lưu một cây hai châu chơi theo một cái phong cách nghệ thuật cực độ, khá là mắt. Cây rất là duyên cây nha quý anh em, rất là duyên cây nha. Chúng ta chơi cái mặt này, chúng ta chơi mặt tiền nè, chơi mặt tiền đây, mặt hậu cũng khá là hay nha. Rồi, cây này thì bonsai thì giao lưu với anh em giá là 2,2 triệu, 2,2 triệu bonsai thì bao ship nha. Rồi, 2,2 triệu bao ship. Rồi, tiếp theo vẫn là một cái cây, dòng cây cũng khá là đẹp, khá nổi tiếng. Dòng này thì cây là Trắc Nghệ. Dòng này thì chúng ta chơi lá, chúng ta chơi lũa, chúng ta chơi trái. Thì cái phần trái của cây Trắc Nghệ thì bonsai thì có chèn ở đầu cuốn video phần giới thiệu cây Trắc. Thì kính mời của anh em ta xem ở đầu cuốn video. Cây Trắc Nghệ dáng thuộc hiền, cây dáng trục hiền khá là đẹp, cây khá đẹp, chỉ cần thì ok. Bên sàn thì làm rất kỹ nha, tất cả những cây bên sàn thì giao lưu đều làm kỹ với chỉ cần để với em về người ta có cây người ta chơi, người ta khỏi khỏi cây phải phân vân. Cây rất là ok. Rồi, cây này thì có một cái bộ hoành cũng khá là lớn nha. Cây có hoành nó tầm khoảng 45 nha quý anh em. Hoành và là 45. Cây có chiều cao tính từ mặt chậu lên là 37 nha. Phủ tán. Phủ tán thì nó khoảng 55 nha, phủ tán khoảng 55. Chậu này là chậu vuông. Vuông là kích thước là 30, chiều cao chậu là 23. Rồi, kính mời của anh em xem gần hơn. Chúng ta xem cái phần đế của cây. Cây rất là đẹp. Cây khá là ok nha quý anh em. Cây này là cái nó có một cái lụa rin luôn, lụa rin nghiêng thủy luôn. Bonsai thì đỡ nghiêng thủy cho quý anh em chơi.
Tại một số anh em thì rất là thích chơi cái độ tự nhiên của nó, anh em không cần phải là dùng máy móc để chúng ta xử lý. Chúng ta chơi được cái nghiêng thủy từ lúc chúng ta khai thác thì cây nó cũng có vẻ đẹp, nó tự nhiên. Chỉ cần việc phải nói bonsai thì làm rất là đẹp, rất là kỹ. Đó. Giao lưu của anh em về thì ta chơi được liền luôn, không cần phải xử lý cái gì nữa hết. Rất là ok của anh em. Tất cả những cây trước khi mình sẽ thì giao lưu của anh em, mình sẽ thì chỉnh chu, hoàn thiện mọi thứ để giao lưu của anh em. Rất là đẹp, cây này khá là ok nha. Rồi, kính mời của anh em xem tổng thể cây nha. Tổng thể cây một lần nữa mình sẽ thì báo giá. Một cây Hải Châu, một cây Trắc Nghệ. Cây Trắc Nghệ Trúc Hiên. Cây Trắc Nghệ Trúc Hiên, khá đẹp. Rồi, cây Trắc Nghệ này thì bonsai thì giao lưu với anh em giá là 1.800.000 nha. 1.800.000 bonsai thì bao ship. Rồi. Rồi, giới thiệu với anh em một cây Hải Châu tàn rinh. Một cây Hải Châu dáng đổ tàn rinh. Cái dòng lá nhỏ luôn. Cái dòng này thì mùa này thì của anh em theo hồ chơi hoa trái nha. Chúng ta theo hồ chơi hoa trái. Cây thì cũng khá là ok, cây này là tàn rinh, là từ lúc khai thác về thì nó đã có cái bộ tán rồi. Đó, thì mình thì chỉ chủ yếu mình chỉnh chu lại tí đỉnh thôi để cho cái phông cây cho nó đẹp, còn cái chi cành là lúc ta khai thác nó đã có rồi. Đo một vài thông số cho anh em xem, rồi đo tổng tán từ đỉnh tới ngọn thì nó là 60 nha anh em, 60 nha. Rồi đo phủ tán ngang, phủ tán ngang thì nó tầm khoảng 40. Cây khá là ok nha. Cây này chúng ta chủ yếu chơi thì tán là chính nha anh em. Mùa này chúng ta theo hồ chúng ta chơi hoa trái. Dòng lá rất là đẹp. Có một vài sự kiểm chúng ta cơ bản ta định hình thôi. Còn cái tàn này là cái tàn rinh, lúc khai thác về thì nó đã có cái tàn này rồi. Cây này thì cái hoành đế cũng tầm ngón cái thôi. Cái hoành thân còn ngón cái thôi. Nhưng mà nó được cái đế cũng khá là hay nè. Nó có bộ đế dưới đây nha. Đấy. Có cái bộ đế cũng khá là ok nha. Đấy, đế nè quý anh em. Chỉ cành thì khá là già, tàn riêng mà. Những cái dòng này thì nó cho hoa trái thì nhìn khá là sướng mắt rồi. Cái nó rất là dễ. Nó rất là già. Rồi cái chậu này thì nó cũng đã nứt rồi quý anh em. Cho nên là ship chậu. Cây này thì ship bó nồi cho quý anh em nha, hoặc là ship chậu luôn thì là quý anh em chúng ta về chúng ta thay chậu khác cũng được, tại vì cái cây này nó rẻ nè, nó thùng chậu khá là lâu rồi, cho nên không có một vấn đề gì hết. Mình sang thì bó nồi thì rất kỹ cho quý anh em, giữ ẩm này kia cho quý anh em cứ an tâm. Cây này ship bó nồi cho quý anh em. Cây này rất nặng, một người bê rất là nặng. Rồi cây Hải Châu này thì bonsai thì giao lưu của anh em và giá là 1.800.000 nha, 1.800.000 bao ship. Rồi 1.800.000 bao ship, bó nồi cho gửi quý anh em nha.